Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình làm clip lông heo cũng là lột chấm với tất cả các loại gia vị. Đây các bạn, 7 loại gia vị. Ớt này, muối này, tiêu này, bột ngọt này, bột nêm này, ruốc với nước mắm đấy các bạn. Cầm riêng từng loại một đấy các bạn. Giờ bây giờ không phải nhiều nữa, mình làm đây các bạn. Mình thử ra. Lông này, lông cũng là lột này. Các bạn thấy không? Lông cũng là được không? Trước tiên là cộng với tiêu này. Một thằng tiêu. Một thằng tiêu, tiêu này, bên cộng này. Có cái mùi vị sau này. Cái cây các bạn. Một thằng tiêu. Tiêu. Cái các bạn. Cuốn long hả? Long cũng là lột hả? Long cũng là lột nhé các bạn. Tầm muối này. Nhớ tầm muối các bạn. Các bạn thấy muối không? Muối này, muối. Nó mặn. Mặn các bạn ấy. Mặn quá. Hai vị các bạn. Không nhớ vị thứ ba, loại thứ ba. Bột nếm nè. Bột nếm này. Còn thấy bột nếm không? Muốn làm gì chứ, tại vì có kiểu mà vừa. Lông cuộn là lột chậm bột nếm. Cũng ngon, ngon các bạn. Ngon. Bao nhiêu các bạn? Nó bột ngọt á. Bột ngọt này, các bạn thấy bột ngọt không? Bột ngọt này. Nhập bột ngọt. Rồi, bột ngọt này. Long cuộn là tẩm bột ngọt. Bột ngọt. Đúng rồi. Nó bột lắm nha. Đừng vị nha. Đây là cơm á. Đúng rồi. Các bạn thấy không? Ok. Lông cuộn là lột chậm. Lông cuộn là lột chậm ớt nha các bạn. Các bạn ơi. Đúng rồi. Chẳng hạn tại là nó nổi. Nó cũng mùi vị như vậy. Nó có thể không? Có thể không? Đúng rồi. Ấy bạn, đây. Và bây giờ ruột hay không? Ruột qua thôi đó. Ruột này. Ngon lắm ạ. Còn ngon. Còn măng, còn nắng. Bây giờ cả của con lông bẩm đấy các bạn. Đây là bẩm. Rồi các bạn thấy không? Lông heo cuộn lột chậm nước bẩm này. Ngon rồi, ngon quá. Ngon rồi, ngon. Ngon rồi, ngon quá.
nhớ tổng lên thực phẩm các bạn nhé. Đó, lên thực phẩm này các bạn thấy không, lên thực phẩm này. Đó, món là mặt.